lời Chúa theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 1 đến câu 7. Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ, Đức Giê-xu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ. Anh em hãy coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày. Và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đứng đã giết rồi lại còn quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đứng ấy. 5 con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, sợ hãi là điều luôn gắn liền với đời sống của con người. Thế giới ngày hôm nay có biết bao nhiêu điều làm cho con người phải sợ hãi, sợ khủng bố, sợ thất nghiệp, sợ mắc phải bệnh nan y, sợ thực phẩm ướp hóa chất độc hại, sợ hàng nhái, hàng giả. Tin mừng hôm nay cũng cho thấy sự sợ hãi là điều ai trong chúng ta cũng phải đối diện, nhất là các môn đệ của Chúa. Điều quan trọng không phải là làm sao để không phải không sợ hãi, nhưng là tôi sợ ai và sợ cái gì. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đứng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Có những nỗi sợ làm cho chúng ta trở nên nhân đạo hơn, thánh thiện hơn, nhưng cũng có những cái sợ làm cho đời sống của chúng ta trở thành ích kỷ hơn, tội lỗi hơn. Thật vậy, có những người sợ mất việc, sợ thiếu thốn, sợ ảnh hưởng đến danh dự và quyền lợi của mình, để rồi cứ làm ngơ trước những bất công và gian dối. Có những người sợ làm mất lòng Thiên Chúa, để rồi nỗi sợ này định hướng cuộc sống của mình, không sống gian dối, đứng về sự thật và lên án bất công. Cái phi lý của con người ngày nay là chỉ sợ loài người mà không sợ Thiên Chúa. Người có đức tin vững mạnh có thể chấp nhận hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chấp nhận làm điều xấu, trái ngược lương tâm hay một tội ác. Họ không sợ một thân xác tàn phế, họ chỉ sợ một lương tâm hoen ố, nhơ bẩn. Họ không sợ loài người trả thù, họ chỉ sợ Thiên Chúa trừng phạt. Ngày nay, tuy chúng ta không có dịp hy sinh mạng sống để làm chứng cho lòng tin như các thánh tử đạo ngày xưa, nhưng chúng ta có hàng trăm dịp để liều thân bảo vệ lòng trong sạch, có hàng ngàn dịp để liều mạng bảo vệ lòng liêm khiết, thực thi công bằng và tình bác ái yêu thương. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết để nỗi sợ là mất lòng Thiên Chúa định hướng và chi phối đời sống của chúng ta. Amen.